Vụ nữ hành khách bị quấy rối, phía nhà xe xác nhận clip là thật. Nam tài xế khẳng định không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vì đi cùng chuyến với phụ xe nên cũng sẽ bị kỷ luật. Mạng xã hội vừa qua xôn xao về đoạn clip nữ hành khách đang ngủ thì bị nam nhân viên có hành động không chuẩn mực nên đã khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc. Theo trích xuất camera, vụ việc đã xảy ra từ ngày 29 tháng 9 và mãi sau này clip mới được một nhân viên khác của nhà xe tung lên mạng. Hiện phía nhà xe Tiến Oanh đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời xác nhận clip trên là hoàn toàn có thật. Họ cho biết đã sa thải nam nhân viên có hành động thiếu văn hóa trên. Theo đó, tài xế đi cùng chuyến lên tiếng, lúc đó cũng không hiểu sự việc gì đang diễn ra, có hỏi lý do là gì thì hành khách lại không nói và anh ấy cũng không cố ý bao che. Đoạn cuối clip là tài xế xuống xe gọi về công ty để báo cáo về sự việc. Tuy nhiên vì đi cùng chuyến với phụ xe nên người này cũng đã bị kỷ luật và cho thôi việc. Phía công ty Tiến Oanh cũng cho biết trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan chức năng thì họ cũng sẽ phối hợp để xử lý đến cùng nếu có khiếu kiện từ phía hành khách đối với nhân viên này. Mong rằng phía cơ quan chức năng mau chóng vào cuộc, xử lý nghiêm minh để mọi người không mất niềm tin, tỏ ra sợ hãi mỗi khi tham gia lưu thông bằng phương tiện công cộng.